Về nhà ngoại chơi, cháu gái canh thời cơ rút ghế, khiến ông ngoại không kịp trở tay. Theo như đoạn video được camera gia đình ghi lại cho thấy, lúc này cả nhà đang quây quần bên bữa cơm gia đình. Trong khi đó thì cô cháu gái gương khoảng độ 2 tuổi lại cứ thập thà thập thục ở phía sau lưng ông ngoại của mình. Ngay khi ông ngoại đứng dậy để gắp thức ăn, cháu gái đã nhanh chóng đến và lấy chiếc ghế ra khỏi vị trí của ông. Còn ông ngoại thì ngã lăn ra đất, khiến cả nhà không chỉ ngạc nhiên mà còn gây cười sặc sụa. Ủa? Ủa? Gì vậy? Cứ tưởng gã con gái đi là xong, nhưng không ngờ nó lại mang thêm cả hậu bối về nhà, làm cho ông muốn thoát kiếp nạn cũng không được. Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã khiến dân cư mạng được trận cười đau ruột. Tuy nhiên bên cạnh đó không ít người cho rằng cần phải dạy lại cháu, vì ông ngoại đã lớn tuổi nên các hành động đùa giỡn như thế này sẽ rất dễ xảy ra nguy hiểm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.